Trung xin chào tất cả anh em nhé. Trung lại lên một cái video một cái món đồ món thanh lý đây. Đây có anh em có thừa cái món hàng. Trung thì đăng không có cái món nào nó giống cái món nào cả. Nhiều khi mua hốt lô thì nó có sẽ có cái món này món kia nhé. Bây giờ nhảy qua hệ motor điện luôn đây nè. Mà có mỗi một con thôi nhé anh em. Lâu lắm rồi Trung không có làm cái mảng này nữa. Cái con này thì nguồn gốc là dân mua bãi về để đấu thành cái củ phát điện. Có nghĩa là motor ba pha đấu tụ nó vẫn ra là phát điện không đồng bộ đấy nè, kiểu như phát điện không đồng bộ đấu tụ ngẫm đấy, nhưng mà mua dự phòng không có dùng nên thì dân mà gọi là bãi cũng đúng luôn. Con motor 11 kW nhá, 15 ngựa nhá nè, nó dạng như ở chỗ của Trung ngày trước trồng thanh long nhiều nên anh em dân họ mua những cái con như thế này về đấu tụ ngậm làm cái máy phát điện dạng tay condenser đấy. Con này thì mình máy chân cẳng các thứ liền lạc hết. Motor da láng nhá. Motor da láng, dây ở trong thì nhìn thấy rất là rõ luôn, dây chặt ngon lành hết nhá. Đây này. 11 kW nhá. 50 hệt, 1450 đầy đủ hết, 400V. 400V thì đấu chuyện chạy 380 bình thường, Hitachi vỏ láng nha nè. Rồi cũng không có, con này cũng không có gì nhiều để mô tả. Mặt đạn để lâu mà không có bị rỗ, không bị hú nhá. Không rỗ, không hú gì hết. Chân cẳng mình máy còn ngon lành hết. Anh em xem có tặng có nhu cầu tận dụng làm máy bơm nước hay gì đây. Còn nói chung nó muốn kéo gì đấy. Motor này thuộc dạng motor kéo nhé. Tua 1450 này. 4 bon đấy. Motor 4 bon, 4 khối cực. Những cái hẹp này cũng 50 sẵn rồi. Vôn cũng 400 rồi. Đấu 380 chạy bình thường. Còn đấu về 200, 220 chuyện 6 dây trong đấy thì mắc đấu kiểu nào đấu nhá. Đấu sau, đấu tam giác thì nó sẽ ra số vôn khác nhau nhé này. Anh em thợ điện thì gặp vấn đề đó Chung cũng không có dành bằng anh em đâu, nên hầu như là không có muốn giải thích. Còn anh em tận dụng làm cái củ phát tay condenser dặn như đấu tụ thì cứ một cho nó ngậm 10 kVR thì cho nó ngậm cho 10 kg nhé. Con này thì cứ một cái tụ 10 kVR cộng thêm mấy cái tụ kích nhỏ nữa thôi, vài chục mi nữa là nó sẽ lên điện thôi, đơn giản như vậy đấy. Ngày xưa cái món đấu tụ đó nó xem giống như là một cái bài bản gì đấy, còn bây giờ nó khá là thông dụng rồi. Đặc trưng của máy phát điện tay condenser thì nó có máy phát điện ngầm tụ ngậm đấy, máy phát điện không đồng bộ đấy, thì nó có một cái đặc trưng, đặc điểm cái hay của nó là nó không có gì để hư ngoài cái tụ, không có gì để hư quá công suất, nó tự nó sập nguồn luôn thì nó không ra điện nữa thì thôi. Mà cái đó là cái hay của nó. Còn cái dở của nó là không kiểm soát được cái hẹt nha. Cái hẹt nó mắc bao nhiêu thì nó mắc thôi. Hệ số trực từ trong lõi nó mắc trượt bao nhiêu nó trượt, không quản được, nên không quản được cái hẹt nha. Đó là lý do tại sao người ta không thông dụng cái loại đấy, chỉ sử dụng trong một số trường hợp đặc biệt. Ví dụ anh em tàu cá thường thắp đèn đấy, thắp đèn ở đi đánh cá biển đấy. Cái máy phát điện càng hiện đại càng nhiều chi tiết thì nó càng dễ hư hỏng, thì những cái loại như thế này thì nó ít hư hỏng hơn. Còn Trung thì Trung chỉ bán cái nội dung chính là bán cái motor để anh em tận dụng làm máy kéo gì đấy, motor kéo bình thường nè. Anh em có kéo được, có thể cảm thấy ngay việc thì liên hệ nha. Con này giá Trung công khai trên bài luôn, anh em xem có ngay việc thì cứ đến xem thôi, thích mở ruột mở gan mở gì đấy thì tùy ý nhé. Ngoài sau cái nắp chắn gió thì không thấy rồi, chỉ thấy một cái nắp trước thôi. Đây. Đấy. Rồi, Trung kết thúc video. Trung cảm ơn em đã xem video nhé. Anh em có ngay việc thì liên hệ. Kích thước của cái motor thì nó cũng không quá lớn, không quá nhỏ so với bàn chân như thế này đây.